Rồi, hôm nay sẽ tiếp tục khoan mấy cái đồ gốm Nhật này để trồng cây mini các bạn. Cái này á, giá thì mua thì nó cứ rẻ thiệt, nhưng mà nó mất công cái là về phải khoan mới trồng cây được. Mà thôi kệ ha, đam mê thì gán chịu khó một chút. Cái này khoan cũng cũng nhanh, cũng nhanh thôi, nó cũng dễ lắm các bạn. Đó, khoan thì các bạn nhớ cho vô nước vô đây nè. Đó, bạn nào mà cẩn thận thì lót cái gì mềm mềm ở dưới á. Như mình làm về thì nó dễ bị bể lắm nha, nhưng mà kệ mình làm đại đó. Các bạn bỏ nước vô thì cái tác dụng của nước là mình khoan á, nó không hư cái mũi thôi đó. Còn các bạn nào mà không bỏ nước thì cái mũi mũi khoan nó nhanh hư, nó vậy đó. Nói chung cũng dễ khoan các bạn ha, nó cũng không khó lắm, chịu khó chút xíu. Cũng khoan cũng một cái cũng phải lâu lâu á, nói chung là cũng phải mấy phút á. Nó chịu khó đè đè chút xíu thì nó sẽ được một cái lỗ thôi. Khoan là cái mình châm nước vô nó xong rồi các bạn, như vậy là xong một cái rồi đó. Cũng nhanh ha, nhưng mà mấy cái này trồng mấy cây nhỏ nhỏ vô là nhức nách. Đó thì hôm nay sẽ chọn hai cái ạ. Cái này ha, cái này nó cũng bé bé xinh xinh ha, chọn thêm một cái nữa để mình trồng hai cây mini vô đây chơi các bạn. Mấy cái đòn nhỏ nhỏ này để dành chơi mini thôi, chứ chơi cây lớn là không được đâu. Chơi cây mà nhỏ nhỏ xíu xíu rồi được, dễ thương. Hai cái này các bạn. Rồi, hôm nay sẽ lấy cái trang trang này, trang hồng các bạn. Trang thì ép chậu, ok ép chậu vô tư đó. Không biết các bạn là sao chứ mình thì mình thấy cái trang ép chậu nó dễ lắm, nó không có ổng mèo như mấy cái ông kia đó. Nói chung đó là cái dòng này nếu đã thật rồi thì ép chậu cũng dễ, xỏ dây rồi vô cột rồi các bạn ha. Đối với cái chậu cạn cạn này mình phải cột nó mới được, phải ghì nó vô mới được, không 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 ghì vô là tưới cái là nó bay cái dèo cái là xong luôn. Đó. Để mình lấy cái này. Cái này không biết là các bạn có nhớ không ta, mấy cái lúc trước mình cũng có dâm cành đó, dâm cành bằng nước á, thì một số cây đó bây giờ nó đó các bạn. Bây giờ nó ổn định, nó ra bông luôn đó các bạn. Chơi cái này thì nó cũng không có tốn kém nha. Các bạn chỉ cần cái dâm cành, nó chiết cành, rồi cái mình ương mình nuôi thời gian, cái mình kiếm mấy cái chậu nhỏ nhỏ như vậy nè, nó mình có thể bỏ vô mình trồng ha. Chơi giải trí rồi thì được. Chơi theo cái kiểu đam mê thôi, chứ còn cái này thì nhỏ nhỏ vậy thì nói chung là cây mini thì nó không phải là cây, nó không có được bài bản giống như người ta, nhưng mà chơi để giải trí, chơi vui thì ok. Nó chơi vậy là im, nó chơi để bàn trà để ngắm nghía là chơi thì được. Đó, thì tiếp tục là mình bỏ thêm cát vô các bạn. Thì cái giá thể của mình á là đa phần đa số là sử dụng cát, chọn cám dừa ha. Và mình thấy cái giá thể này không phải riêng mình đâu, là rất là nhiều người cũng sử dụng cái giá thể này đó. Cuối cùng thì mình bỏ một ít cám dừa ở trên để cho nó giữ ẩm đó các bạn đó. Xong rồi đắp thêm một lớp rêu nữa đó. Rêu này thì cũng trang trí cho nó xanh xanh, cho nó nhìn cho mướt thôi thôi, chứ còn không có thì cũng không sao nữa các bạn ha. Riêu này chỉ trang trí thôi chứ không có tác dụng gì đâu. Nếu các bạn nào mà không có riêu thì cũng không sao đó. Mình để vậy là mình có thể đó, có thể chơi được rồi, một cây mini rất là nhỏ đó. Cái loại này thì dễ chơi đó, bây giờ tỉa lá cho nó gọn gọn là chút xíu nữa, nhìn cũng êm ha các bạn ha, nhìn cũng im, dễ làm dễ chơi, không tốn kém. Nhìn dễ thương nữa các bạn đó. Cái loại trang này nè, nếu mà các bạn mà chiết hay là dâm những cái cành mà nó đã già á, thì nó ra bông liên tục nha, nó ra bông liên tục luôn á, nó cũng dễ lắm, nó cũng dễ chơi lắm chứ nó không khó chơi đâu đó. Mà bông bông trang được cái nó bền, nó lâu tàn các bạn, nó rất là lâu tàn luôn, ổn dễ chơi. Đó, cái này thì nó cũng không cần uốn éo gì đâu, dáng thì cũng tự nhiên đẹp rồi đó, chứ uốn vô ngay hồi nhìn thấy ghê. Rồi tiếp tục đó, tới cái em này là cây cây cừa các bạn.
cây gừa, ở có nhiều nơi gọi bằng cây túp đó. Cái này cũng là cây nhổ, bữa hôm leo lúc nhà nhổ đó các bạn, nhổ cũng mới cây con về cái mình vô kẽm mình uống đó, chắc là cái clip trước các bạn có xem rồi đó. Thì hôm nay nuôi lên nó được về nữa các bạn. Nó cũng vậy đó, nó cũng không có gì thay đổi hết trơn, chỉ có cái bự hơn chút xíu thôi. Hôm nay mình tỉa cái rễ nó luôn đó, xong mình ép nó vô cái chậu này luôn, xác định là mình chơi mini luôn, không không có nuôi nữa, chứ cái dáng này nuôi thì cũng không biết nuôi sao đâu đó. Bây giờ mình tỉa cho nó gọn lại, mình vô cái chậu nhỏ này nó mình nuôi, mình chừa cho nó vài lá thôi, nó để dành cho nó nhỏ nhỏ chơi thôi. Để coi để cái dáng nào cho nó hợp đây, để cái kiểu nào cho nó hợp đây. Vậy thì không ổn lắm các bạn. Vậy thì nhìn nó hơi hơi kỳ đó. Bây giờ mình sẽ để về đi đó, để cho nó bay vậy đi, rồi quyết định vô đất trồng. Thì xong cái mình sau này các bạn mình nuôi cho nó ổn định rồi, cái mình mỗi lần mình cắt lá cái nó ra lá non á, nó có màu vàng vàng đỏ đỏ hồng hồng nhìn cũng được. Mini mà chơi chỉ cần chơi một cái gốc với một hai lá thôi là cũng được rồi đó. Cũng im rồi chứ không cầu kỳ đâu, chơi đơn giản các bạn. Bây giờ thì đất trồng thì cũng cát với cắm dừa nha đó. Lâu lâu thỉnh thoảng, nói chung là lâu lâu có khi 1 tháng 2 tháng mình mới bỏ vô hạt phân đó, hoặc là viên phân thôi đó. Trồng chủ yếu là cho nó đi vô đây, nó cằn cỗi vô đây cho nó già thôi chứ không cần lớn nó. Như vậy sống là mừng rồi các bạn đó. Giờ đây cái bỏ thêm cắm dừa cho các bạn đó, giá thể nó vậy thôi các bạn. Nói chung là mấy cái dòng này thì nó dễ rồi, bờ tường bờ rào nó còn sống được nữa, mà không chi là mình làm cho nó cái chậu như vậy thì nó quá ổn rồi đó. Quan trọng là mình tưới đủ nước, mình đừng có để cho nó khô quá nó bị chết là được. Mà các bạn cứ tưới nước là nó sống à ha, chứ không cần đâu. Có nhiều bạn hỏi cần bón phân gì không, nếu mình cũng không cần thiết lắm nha. Nếu mà mình nuôi trong giai đoạn mà mình nuôi nó phát á, thì mình cần phân, chứ còn mình ép chậu mình chơi thì cũng không cần đâu. Các bạn thấy số 5 không, thấy số 5 trên cái ly không, trên cái chậu không, đó là cái chậu này giá 5.000 đó. Cái si thì cái si nhỏ lúc nhà nuôi lên đó, thì tổng cộng là chỉ có cái chậu này mua 5.000 về khoan đó, thì các bạn có thể chơi được rồi đó. Chơi đam mê mà chơi giải trí đơn giản nha các bạn, đơn giản nha đó. Chơi đâu có khó đâu, chơi mà chơi bài bản chơi cầu kỳ mới khó, chứ còn chơi cái kiểu này thì rất là dễ các bạn à, rất là dễ chơi, dễ chăm dễ trồng, không tốn kém đó. Thì bây giờ xong rồi, với cái dạng này thì giờ mình chỉ để chung mát ha, để chung mát rồi chừng ngày 2 ngày là mình đem nó từ từ là được thôi. Mấy này nó trâu bò lắm, nó không chết đâu, nó cũng không ảnh hưởng gì đâu, nó thuần từ nhỏ mà ok, thì cái clip này cũng hết rồi các bạn. Rồi xin chào, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình.